Galaxy Note 10 với giá 28 triệu đồng. Trước thềm sự kiện ra mắt Galaxy Note mới, như thường lệ, các nhà bán lẻ lớn ở Việt Nam sẽ triển khai chương trình đặt gạch và nhận được nhiều ưu đãi trong đợt mở bán đầu tiên. Đáng chú ý, Galaxy Note mới năm nay được các nhà bán lẻ đưa mức giá dự kiến lên đến 27,99 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đến 3,5 triệu đồng so với giá bán lần đầu tiên của Galaxy Note 9 lên kệ vào năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ cũng đều đưa ra mức khuyến mãi quà tặng với giá trị đến 6 triệu đồng. Theo một đại diện nhà bán lẻ trong nước, đây chỉ là mức giá dự kiến và chưa phải là mức giá chính thức của Galaxy Note 10. Mức giá chính thức của sản phẩm sẽ được Samsung công bố sau vài ngày sản phẩm này ra mắt trên toàn cầu, tức sau ngày mùng 8 tháng 8. Tuy vậy, vị này cũng cho biết, mức giá chính thức của Galaxy Note mới năm nay sẽ cao hơn thế hệ năm ngoái vì sản phẩm được trang bị nhiều tính năng khác biệt, đặc biệt là sự cải tiến của chiếc bút S Pen. Năm nay, Galaxy Note 10 cũng sẽ được bán sớm tại Việt Nam. Đây là một trong những thị trường được hãng ưu tiên từ các thông tin đang được đăng tải, các nhà bán lẻ bắt đầu nhận đặt trước Galaxy Note 10 từ ngày mùng 1 đến 14 tháng 8, thì rất có thể sản phẩm này sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong ngày 14, tức một tuần sau khi sản phẩm này ra mắt tại Mỹ. Các thông tin dò dỉ gần đây cho biết, Galaxy Note 10 có thiết kế vuông vắn và mạnh mẽ hơn thế hệ năm ngoái. Với phiên bản này, Samsung lần đầu tiên loại bỏ rắc cắm tai nghe 35mm và cụm camera được thiết kế đặt dọc thay vì ngang như các thế hệ Note gần đây. Galaxy Note mới năm nay được cho sẽ có hai phiên bản bao gồm Galaxy Note 10+ và Galaxy Note 10, trong đó Galaxy Note 10+ sử dụng màn hình 6,8 inch và Note 10 sẽ có màn hình 6,3 inch. Màn hình có thiết kế dạng đục lỗ, camera được di chuyển vào giữa thay vì nằm góc phải như trước. Ngoài ra, thế hệ Galaxy Note mới cũng được thông tin sẽ đi kèm bộ vi xử lý Exynos 9825 mới, được sản xuất trên tiến trình 7nm đầu tiên của Samsung. Hiện Samsung chưa xác nhận bất cứ thông tin về sản phẩm này. Mọi bí mật sẽ được vén màn tại sự kiện Unpacked diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 8 tới, tức ngày mùng 8 tháng 8 theo giờ Việt Nam.